Sau 5 ngày tạm giữ ngày 24 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích đối với Nguyễn Chí Hồ, ngụ tỉnh Cà Mau, Nguyễn Anh Điền, ngụ tỉnh Đồng Tháp, Huỳnh Thanh Tuấn, ngụ tỉnh Sóc Trăng, Nguyễn Đức Toàn, ngụ tỉnh Trà Vinh, Nguyễn Minh Dầu và Nguyễn Minh Hương cùng ngụ tỉnh Kiên Giang. Tất cả 6 bị can trên đều là nhân viên bảo vệ của công ty Kiên Long thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại Resort Nam Nghi, dự án Sasco và Lan Anh thuộc ấp 4, xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Qua kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 15 giờ ngày 18 tháng 5, anh Trương Thanh Điền và anh Phùng Đăng Khoa cùng ngụ thành phố Phú Quốc cùng một số người bạn đến khu vực Resort Mai Phương thuộc ấp 4, xã Cửa Cạn để xuống biển kéo lưới bắt cá. Trong lúc kéo lưới thì anh Điền và anh Khoa có kéo sang khu vực biển của Resort Nam Nghi nên bị bảo vệ nhắc nhở. Lúc này giữa anh Điền và nhóm bảo vệ tại đó xảy ra cãi nhau. Được khoảng 10 phút khi anh Điền và Khoa đi vào gần bờ thì bị nhóm bảo vệ gồm 6 người dùng gậy bóng chày bằng kim loại và thanh gỗ rượt đánh vào người anh Thanh Điền và anh Khoa, làm cả hai người đều bị gãy cánh tay trái nên phải nhập viện điều trị. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.